chúng ta đi vào phần 1.2. Hội nghị thành lập đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. 1.2.1 Hội nghị thành lập đảng. Đến cuối những năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất để nhằm chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Ngày 27 tháng 10 năm 1929, Quốc tế Cộng sản cũng đã gửi cho những người cộng sản ở Đông Dương những cái tài liệu về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương và yêu cầu những người cộng sản ở Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và phải thành lập một đảng của giai cấp vô sản. Và Quốc tế Cộng sản cũng đã chỉ rõ cái phương thức để tiến tới thành lập đảng là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp và chỉ rõ cái mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với phong trào cộng sản quốc tế. Tuy nhiên, công việc hợp nhất vẫn chưa được tiến hành. Nhận được sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã rời Xiêm về Trung Quốc và người đã chủ trì hội nghị hợp nhất đảng. Thời gian diễn ra hội nghị hợp nhất từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. Địa điểm được diễn ra tại mảnh đất Hương Cảng, Cửu Long, Trung Quốc. Thành phần đại biểu tham dự hội nghị hợp nhất gồm có 5 đại biểu. Trong đó có 2 đại biểu của tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng. Đó là 2 đồng chí Trịnh Đình Cửu và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 2 đại biểu của tổ chức An Nam Cộng sản Đảng. Đó là đồng chí Nguyễn Thiệu và đồng chí Châu Văn Liêm. Người thứ 5 là đại biểu của tổ chức Quốc tế Cộng sản và cũng chính là người chủ trì hội nghị, đó là Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc gồm 5 điểm lớn với những nội dung sau đây. 1. Là bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông Dương. 2. Định tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của đảng. 4. Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước. 5. Cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 2 đại biểu chi bộ Cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương. Hội nghị nhất trí với 5 điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng thảo luận và thông qua các văn kiện như chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của đảng, chương trình vắn tắt và điều lệ vắn tắt của đảng. Ngoài ra, hội nghị cũng quyết định phương châm kế hoạch thống nhất các tổ chức cộng sản trong nước, quyết định ra báo tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp và ra nghị quyết chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? Đến ngày 24 tháng 2 năm 1930, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất việc hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam.